Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Dự chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2, đồng chí Vũ Văn Cải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành địa phương, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị. 5 năm qua, Nghị định số 21 của Chính phủ được tỉnh Lào Cai triển khai đồng bộ, toàn diện, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững và tăng cường, thế và lực của khu vực phòng thủ được nâng lên rõ nét. Đặc biệt, năm 2022, tỉnh đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 nhấn mạnh, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, các nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của quân khu, của tỉnh về nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Quốc Khánh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh phù hợp với thế trận trong khu vực phòng thủ tỉnh, tăng cường các hoạt động kết nghĩa, đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng.